có thể có những cái các bạn thấy là nó khó khăn đó, nhưng mà ít nhất là mình cảm thấy ồ, sau cái này mình sẽ tiến bộ hơn, mình biết được thêm một lĩnh vực nào đó, mình biết thêm một khía cạnh của công việc của mình. Và chắc chắn là khi mà mình vẫn làm được những thứ mà mình tin là đúng, những cái nãy anh nói là mình thấy nó tạo ra giá trị tốt cho cộng đồng ngoài kia, nó không phải là những thứ mà mình không có tin vào mình làm, thì miễn là nó là vẫn là thứ mình tin là đang tốt và mình học được, thì 5 năm đầu đời hãy chỉ chăm chăm vào đó thôi. Chào chị Châu và anh Cường ạ. Cho em hỏi là ngay từ những ngày mà các anh chị mới bắt đầu làm cái công việc của mình á, là lúc đấy các anh chị vẫn là những người rất là bình thường và mới chập chững bắt đầu những bước đầu tiên, thì các anh chị làm gì để mà củng cố cái niềm tin vào chính khả năng của bản thân mình? Và các anh chị có tự đặt ra cho mình một mục tiêu rất là lớn để hướng đến không? Và các anh chị có lời khuyên gì cho những người trẻ vào việc tin vào khả năng của chính mình ạ? Dạ em cảm ơn ạ. Okay. Cảm ơn câu hỏi của em. Cho chị Châu hay cho anh Cường? À cả hai anh chị. Ok. Dạ. Châu xin phép trả lời bạn trước nha. Cái mà để Châu củng cố niềm tin có lẽ là cái mục tiêu của Châu. Đúng thật là Châu có đặt mục tiêu, và những cái câu như là cố lên, hãy bám sát mục tiêu, hãy kiên định với cả cái con đường mình đi, hãy tin vào chính mình, hãy nhìn nhận, hãy quan sát, ai cũng nói rồi và Châu cũng nghe rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi nó không gần với mình lắm. Đôi khi là mình nghe mình không áp dụng được nhiều đâu. Mình biết là như thế, nhưng mà có những cái vấn đề xảy ra mình sẽ không áp dụng được nhiều. Và Châu nhận ra một cái điều, và trong năm nay Châu nhận ra một cái điều rất là quan trọng, đó chính là cái cách mình đặt mục tiêu. Như những năm trước, có những cái năm mà Châu đặt mục tiêu là năm sau mình phải làm cái này, thì cái từ phải nó lúc nào cũng là một cái thứ mà làm Châu mất niềm tin bản thân Châu. Và đến năm nay, như Châu năm nay chẳng hạn, thì Châu đặt mục tiêu là ok, năm nay mình sẽ cố gắng hết sức có thể để làm hoàn thành một bộ phim thật tốt, chứ mình sẽ không đặt mục tiêu là năm nay mình phải làm bộ phim này nó thắng. Tại vì khi mà mình đặt là mình phải làm một cái gì đó, mình phải trở thành ai đó, hay mình phải làm một cái gì đó, thì cái con đường đấy lúc nào cũng rất áp lực, rất áp lực. Và cái đấy nó đánh ngược vào cái kết quả của mình, vì mình sẽ không bao giờ để ý được là mình đang cảm nhận cái gì xung quanh, mình không để ý được là mình đang học được những cái gì, và mình lúc nào cũng bị áp lực về cái điểm số, áp lực về cái kết quả. Và khi mà cái kết quả nó diễn ra, nếu như nó được như mình mong muốn thì ok, nhưng mà nếu mà nó không như mình mong muốn, lúc nào cũng là ôi mình mất niềm tin bản thân mình, hình như mình không làm được. Còn ngược lại, nếu như Châu chẳng hạn, bây giờ Châu chỉ đặt mục tiêu là mình sẽ cố gắng hết sức mình để mình được 3 chấm. Nên là khi mà trên cái con đường đấy ạ, Châu chỉ biết là ok, Châu không cần quan tâm kết quả, Châu cứ cố hết mình, Châu không cần quan tâm ai nói, không cần ai là đang ghét bỏ Châu, Châu cứ cố hết mình thôi. Tại vì đấy là mục tiêu của Châu, mục tiêu của Châu là cố hết mình thì Châu sẽ làm như thế. Và Châu khi mà mình cái kết quả đặt ra nó không được như Châu mong muốn, như là kể cả bộ phim này nó không thắng, hay là Châu không thể trở thành diễn viên, nhưng mà Châu nhìn lại Châu không có gì hối hận cả. Tại vì Châu đã cố gắng hết mình đúng như cái mục tiêu mà Châu đề ra. Và thường là khi mà mình đặt mục tiêu là cố gắng hết mình thì mình lại đạt được những cái gì mà mình mong muốn. Thì đó là cái mà Châu rất là muốn chia sẻ với mọi người về cách mình đặt mục tiêu, để mình không bao giờ bị mất niềm tin ở bản thân cả. Tại vì khi mà mình mất niềm tin là có nghĩa là vì mình đã đặt cho một cái mục tiêu nó quá xa mà mình không kiểm soát được, mình không thể kiểm soát được nó. Nên là mình hãy làm những cái gì mà mình có thể kiểm soát được thôi. Thì đó là cái lời khuyên của Châu. Còn chắc chắn là những cái mà như là phải lắng nghe, phải học tập thì là cái đương nhiên là mình phải làm rồi. Và ai cũng nói rồi, thì đây là cái trải nghiệm riêng của Châu thôi. Cảm ơn bạn. Thật ra anh rất là đồng tình với quan điểm của Châu. Châu ố, thật ra là mình còn trẻ, mình cứ cố gắng hết sức. Thì anh có một cái liên quan tới sự nghiệp trong công việc đi. Thì giống như anh có một quan điểm ấy, thật ra là trong 5 năm đầu tiên đi làm ấy, quan trọng là các bạn biết mình cần gì. Với anh ấy, 5 năm đầu tiên anh làm sao để anh học nhiều nhất có thể. Anh sẽ không quan tâm tới lương hay là danh tiếng công ty. Một số các bạn hồi xưa hay kiểu áp lực ngoại thương ra trường lương nghìn đô kiểu với vụ đó, mình ra quan tâm lương lắm, bỏ qua. Đấy, quan trọng là mình học được gì. Bởi vì 5 năm đầu đời chính là cái lúc mà các bạn tạo ra cái nền tảng vững chắc nhất để các bạn đi xa được hay không. Có những người đi có thể rất nhanh ở những giai đoạn đầu. Họ có thể họ sử dụng cái sự nhanh nhạy của họ. Họ có thể sử dụng những cái chiêu ví dụ như nhảy việc, hay họ có thể sử dụng những cái mà nó hơi chiêu trò một chút.
họ đi rất nhanh giai đoạn đầu, nhưng mà anh luôn có niềm tin á, để đi được xa á, và càng xa tức là mình lên một cái vị trí càng cao á, thì cái nền tảng, cái cốt lõi, cái gốc rễ ở giữa, ở dưới nó luôn là cái quan trọng nhất. Cho nên là 5 năm đầu đời đối với anh, và anh nghĩ là một lời khuyên cho các bạn, hãy nghĩ làm sao để mình có thể học được nhiều nhất. Và học ở đây là gì? Là các bạn thấy là luôn luôn mình có một cái đam mê để mình tiếp thu những cái mới. Có thể có những cái các bạn thấy là nó khó khăn á, nhưng mà ít nhất là mình cảm thấy ồ, sau cái này mình sẽ tiến bộ hơn, mình biết được thêm một lĩnh vực nào đó, mình biết thêm một khía cạnh của công việc của mình. Và chắc chắn là khi mà mình vẫn làm được những thứ mà mình tin là đúng, những cái nãy anh nói là mình thấy nó tạo ra giá trị tốt cho cộng đồng ngoài kia, nó không phải là những thứ mà mình không có tin vào mình làm, thì miễn là nó là vẫn là thứ mình tin là đang tốt và mình học được, thì 5 năm đầu đời hãy chỉ chăm chăm vào đó thôi. Có thể mình đi chậm lại, có thể thấy bạn bè ngoài kia một vài người đang thăng tiến, nhưng mà đối với anh ấy, cái việc mà mình tạo ra cái nền tảng ban đầu là cái cực quan trọng. Còn chẳng hạn như anh đã qua giai đoạn đó rồi, thì những giai đoạn tiếp theo ấy, anh sẽ vẫn giữ cái tò mò của mình, nhưng cái quan tâm hơn của anh là anh tạo ra được giá trị gì. Miễn sao là anh còn cảm thấy vui và anh thấy được những cái mình làm được ấy, nó góp ích cho đối tượng mình đang hướng tới. Nó có thể là một người nào đó, nó có thể là một cộng đồng nào đó. Hay như anh đang thấy đi, là anh muốn đem nguyên một cái thương hiệu Việt Nam, giày dép Việt Nam ra nước ngoài, và anh còn tin vào điều đó, anh còn muốn làm điều đó, tức là cái mục đích anh đặt ra, thì anh sẽ tiếp tục làm. Và đó chính là cái động lực mà khiến cho mình thức dậy mỗi ngày, và mình có một cái để mình biết là mình cần phải nhìn vào đâu để mình tiến tới. Anh không phải là người đặt ra theo kiểu mục tiêu ngắn hạn, mà hôm nay, ngày mai, năm nay, năm sau mình phải làm được gì. Anh hơi bị thả trôi, nhưng mà ít nhất anh có một cái tít đằng xa kia anh nhìn này. Miễn sao là trên đường đó mình cứ flexible, có thể năm nay mình đi nhanh hơn xíu tới đó, ok, tốt. Năm sau mình đi chậm lại không sao, miễn sao mình còn biết nó ở đó là ok. Thì anh nghĩ là các bạn có thể nhìn vào đó để thấy được rằng là dù sao nữa hãy cứ cố gắng như của Châu, và ít nhất mình xác định trong từng giai đoạn lớn cuộc đời mình cần gì là cái quan trọng nhất, và mình miễn sao mình còn thấy mình đang tiếp tục được làm được những thứ đó là ok. Rồi, cảm ơn bạn. Em xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Cường và chị Châu rất là nhiều. Thì keyword cho phần trả lời của hai anh chị chính là liên tục học tập, không ngừng khám phá, học tập để cải thiện và trau dồi bản thân mình.